hạnh phương pháp sẽ được nảy mầm Bồ Đề Tâm tuyên bố Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Chư Thiên, chúng Thánh Phật, hào quang các chư vị làm sáng cả đường đen, và các vị chấp tay hỏi Phật bằng bài kệ. Bài kệ rằng: cho gì là cho sắc, cho gì là cho lực, cho gì là cho lạc, cho gì cho tất cả. Bốn câu hỏi. Cho cái gì gọi là cho sắc? Sắc thân, sắc đẹp. Cho gì là cho lực, cho gì cho tất cả. Có cái gì mà có thể cho tất cả? Thì Đức Phật trả lời rằng: cho an là cho lực, cho mặn là cho sắc, cho the cho tất cả, cho the là cho vui, và cho trụ xứ là cho tất cả. Trụ xứ là gì? Trụ xứ là cái chỗ ở. Bởi vì người Việt Nam ta thường nói an cư thì mới lạc nghiệp. Cái hồi mình ở trên đại thị nạn mình mới qua đó, mình lo mình đi làm thì mình cần phải làm gì? Cần để dành tiền muốn cái chỗ ở. Từ khi cái chỗ ở mình muốn được khá tốt rồi thì bắt đầu mình phải đi làm, tức là mình cái chỗ ở mình phải ổn thì cái sự nghiệp mình nó mới có thể tiến bộ được. Bây giờ cho sắc là cho ăn. Tại sao? Tại vì ăn thì mới khỏe, khỏe thì mới tươi, phải không? Vậy nãy giờ quý vị có được cho sắc chưa? Nãy giờ người được hộp cơm rồi đó, phải không? Vậy thì cho sắc là cho ăn, mình cho ăn thì cho sắc. Còn mà cho cái gì gọi là cho lực? Cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, rồi cho xe là cho tất cả, cho xe là cho vui. Tại vì xe là cái phương tiện đi tới đi lui. Còn có một cái nữa quan trọng, đó là cho trụ xứ, cho chỗ ở. Thỉnh thoảng mình gửi tiền về Việt Nam á, mình xây nhà tình thương. Mà ở Việt Nam á, mà nếu mình gửi tiền mình đưa cho người chủ á, thì ít khi nào họ chịu xây nhà lắm. Họ đem đi trả nợ, họ đem đi lo việc này việc kia. Thành nữ là mình phải tổ chức là đi mua cây, mua gỗ, mướn thợ về xây cho người ta một cái nhà để người ta có chỗ ở. Cho nên là cho trụ xứ. Bây giờ đời sống của chúng ta cần một cái nhà để nương thân, chúng ta cũng cần một cái nhà để mà cái tâm chúng ta trở về đó an trụ. Và cái nhà tâm linh là nhà gì? Nhà tâm linh là nhà gì? À, nhà tâm linh là cái ngôi chùa, phải không? Nhà tâm linh là cái ngôi chùa. Vì vậy cho nên đó, mỗi khi mình hữu sự, mình có chuyện gì thì mình đều trở về cái ngôi chùa để mình an dưỡng lại tâm tánh của mình. Vì vậy mà cái bài sám chúng ta thường tụng á, chốn thảo lư an cư dưỡng tánh. Chốn thảo lư là ý nói cái nơi mà mình an nhẹ nhàng, giống như là một cái nhà tranh, một cái nhà cỏ. Chốn thảo lư để mình an cư, mình dưỡng tánh, giống một lòng nhập thánh sư phạm. Người nào mà về đó ở thì tâm tánh sẽ thay đổi, và từ cái người phàm chuyển lên cái người thánh, có là chuyển cái tâm của mình. Vì vậy mà ngôi chùa rất là quan trọng đối với người Phật tử. Thậm chí ngày xưa thời Phật thì chư tăng thì ở trong rừng nương gốc cây mà ngủ, nhưng mà không có đủ phương tiện. Vì vậy mà vua Tần Bà Sa La đã phát tâm dâng cúng cho Phật một ngôi tịnh xá. Và ngôi tịnh xá đầu tiên của Phật, một ngôi chùa đầu tiên của Phật, đó là ngôi tịnh xá Trúc Lâm. Rồi ông trưởng giả các cô đồng cũng dâng cúng cho Phật một mảnh đất để xây chùa, đó là chùa Kỳ Viên. Có khi chúng ta gọi là chùa Kỳ Hoàng, mà quý vị từng tụng kinh quý vị thấy trong kinh thường để là Kỳ
thì họ các cô đọc viên đó, đó thì hai ngôi chùa nổi tiếng thời Phật đó là chùa Tu Viện Trúc Lâm và Tu Viện Kiền Viên do vua Tần Bà Sa La dân cúng và do trưởng giả các cô đọc viên cúng. Bây giờ ngày xưa là tinh xá. Tinh xá là gì? Tinh xá là tiếng bạn gọi là Du Ha, là tiếng bạn gọi là Du Ha, là người Trung Hoa dịch là tịnh địa. Tinh xá hay là người Trung Hoa còn dịch là viễn tinh ác xứ, thân cận thiện xứ. Người Trung Hoa định nghĩa chữ tinh xá, cái chữ mà Du Ha La đó, là cái nơi để chúng ta gần gũi những người tốt, những điều lành và giúp cho chúng ta tránh xa cái người xấu, cái người xấu gọi là thân cận thiện xứ, vĩnh ly an cư. Còn gọi là cái nơi đó còn để chúng ta ở, cho nên mình Sangharama. Sangharama là tăng già lắm, nơi để những người ở sống hòa hợp thanh tịnh. Ngày xưa ở Trung Hoa, cái ngôi chùa được xây dựng để tới các vị tín thần mang lễ vật đến truyền cống, cho nên gọi là người Trung Hoa gọi là tự, bây giờ chúng ta gọi là chùa. Người Trung Hoa tự, mà cái ngôi chùa đầu tiên ở bên Trung Hoa là Hồng Lô tự. Còn ở bên Việt Nam ta, theo cái viện đạo Phật Việt Nam là tác giả là Hòa Thượng Thích Thiện thì ngài nói rằng có ở ngoài ngoại thành Hà Nội có một ngôi chùa, có những ngôi chùa cũng có một chiều dài lịch sử và xây dựng từ thế kỷ thứ ba. Ví dụ như ở Việt Nam ngoài Hà Nội có ngôi chùa Quán Xứ. Quán Xứ là hồi xưa cái nơi đó là để tiếp xúc các vị sứ thần ở các nước đến, trước khi vua gặp vua thì ở đó và sau này nơi đó để cho chúng ta ở. Và cái chùa đó đã quen gọi là cái trụ quán, cái nơi để tiếp xúc các vị sứ thần, cho nên chúng ta gọi luôn ngôi chùa là chùa Quán Xứ. Thì ngày xưa chùa là để tiếp xúc các vị sứ thần và sau này để cho các thầy ở, và chúng ta gọi là chùa là tự. Quý vị nhớ ơn quý vị kính. Nhà thầy nhà thơ Nguyễn Bính có một câu là: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Phải không? Sớm hơn chuông chuông hơn gió sớm nhanh rằm, chỉ thanh tạm thế âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, châu âu bỏ chùa. Đó là thơ của Nguyễn Bính, tức là cái ngôi chùa rất là quan trọng ở trong cái tinh thần của người Phật tử nói chung và riêng đối với người Việt Nam cũng thế. Qua đại diện hạn lập chùa, ở đâu có người Việt định cư thì chúng ta đều lập chùa. Cho quý vị thấy quý thầy quý sư cô đều nỗ lực xây dựng một cái đạo tràng để cho chúng ta trở về, chúng ta tu tập. Mình xây chùa để cho an ổn chỗ ở là an cư, mà chỗ đó về tu tập là lại nghiệp. Sự nghiệp về là cái gì? Sự nghiệp của người giác ngộ. Vì vậy là ngôi chùa quan trọng, vì ngôi chùa là có thể giúp cho chúng ta an cư lạc nghiệp. Người đời có một gia đình, có việc làm, người tu Phật tử chúng ta phải có cái chùa để yên ổn, để chúng ta vào đó chúng ta sống, chúng ta ở yên ở ấm, không bị mưa gió, để mà chúng ta tốt đẹp, chúng ta tu. Mà khi chúng ta nỗ lực, chúng ta tu, chúng ta làm việc trên ngay người tu người đời, ai cũng cần an cư và làm việc. Quý vị thấy sư bà thường về ở đây á, hơn 70 tuổi rồi. Về cái giá trị thì tạm ổn, mà cái nơi chốn của ni chúng ở chưa thấp. Vì vậy mà sư bà cũng muốn nỗ lực cố gắng hoàn chỉnh để cho chư tăng và chư ni ở tốt, để mà phát triển sự tu hành.
Tân Nhất Ma Hàm, Đức Phật có đưa ra một điều kiện, một cái vấn đề là Đức Phật nói rằng một cái phần phạm thiên, một đấng phạm thiên gieo bốn cái phước cho nên được làm phạm thiên, trong đó bốn cái phước đó là xây ngôi chùa, tu sửa chùa cũ, sống hòa hợp không có chia rẽ, và cuối cùng là thỉnh nguyện pháp luân. Bốn phước đó của một vị phạm thiên có gieo trồng cho nên vị phạm thiên được phước. Bây giờ chúng ta tìm hiểu bốn phước đó chúng ta có thể làm được. Thứ nhất là xây dựng ngôi chùa. Bây giờ xây dựng rồi, bây giờ có những chỗ nào nó hư, nó rách thì nó hùng thì mình phải tu sửa, là hai điều chúng ta làm được. Điều thứ ba chúng ta có thể làm nữa là gì? Sống hòa hợp, sống không chia rẽ. Tất cả đại chúng đây chúng ta sống hòa hợp, sống không chia rẽ. Rồi cuối cùng là thỉnh nguyện pháp luân. Pháp hòa ở đây ba ngày, nó đúng ra là ngày thứ bảy với ngày chủ nhật, tuy hai ngày đi rồi, hai ngày thôi. Ngày hôm qua thì quý vị cũng hơi hai buổi, ngày hôm nay một buổi ở đây, nhưng mà hồi trưa này không có được nghỉ mà phải đi công việc thăm một vài nơi mà quý vị rất cần. Vì vậy mà có mà thấy ở đây quý vị làm đủ bốn điều, quý vị làm đủ bốn điều là xây chùa, sửa chùa, sống hòa hợp, và cuối cùng là gì? Thỉnh nguyện pháp. Tức là nơi nào có một vị nào nói pháp thì chúng ta mời nói và chúng ta đi nghe. Xin tán thán tinh thần của các vị phạm thiên ngồi ở đây. Trong khi Đức Phật dạy có bốn điều, bây giờ chúng ta xây cái ngôi chùa, mình xây cái ngôi chùa thì chúng ta cần phải có cái tâm huyết, cái nghị lực, cái ý chí bền bỉ lâu dài thì chúng ta mới có thể xây dựng ngôi chùa được. Vì vậy sư bà hiện hữu ở đây cũng như tất cả quý vị trong ban hộ trì Tam Bảo, cũng như tất cả quý Phật tử ở trong vùng này hay các vùng phụ cận, phải kiên trì, phải quyết chí, phải bền bỉ thì mới có thể làm được cái sự việc dài này. Tất cả chúng ta ai muốn xây dựng cho chúng ta một ngôi chùa, mà trước khi chúng ta xây cái ngôi chùa bên ngoài thì chúng ta phải xây dựng cái ngôi chùa bên trong. Ngôi chùa bên trong mà xây dựng được thì chúng ta xây dựng được cái ngôi chùa bên ngoài. Khi chúng ta thấy cái ngôi chùa bên ngoài cần thiết lắm để chúng ta giúp đỡ, trợ duyên cho cái ngôi chùa bên trong lòng mình xây dựng. Và ngôi chùa trong lòng xây dựng quan trọng để chúng ta có thể bền bỉ, dẻo dai, kiên trì, quyết chí để xây dựng cái ngôi chùa ở bên ngoài. Cho nên ai cũng mong mình có hạnh phúc, ai cũng mong mình có đủ cái niềm vui, mà muốn có hạnh phúc, có niềm vui thì chúng ta phải xây dựng, không xây dựng thì không có làm được đâu. Quý vị có muốn mình tu tiến bộ không? Mình muốn mình tu tiến bộ thì mình phải xây dựng. Xây dựng cái gì? Xây dựng cái đạo tâm, đạo tịnh. Đạo tâm, đạo tịnh mà có là đạo tràng có, phải không? Đạo tâm phải vững, đạo tịnh mình phải nhẹ nhàng, đạo tịnh chúng ta phải rộng, phải mở, thì tự nhiên đạo tràng có mình. Ngôi chùa quý vị từng gọi đạo tràng đó, hay là cái nơi cái nhà nào chúng ta tới mình tu tập chúng ta đều là đạo tràng, mà đạo tràng phải xây dựng được. Trừ khi nào chúng ta có đạo tâm, đạo tình thì chúng ta sẽ có đạo tràng. Thì bây giờ ai cũng đang muốn xây dựng cho mình một đời sống tu hành cho tốt đẹp, một mái gia đình thì chúng ta phải xây dựng. Ở đây chúng ta thấy có nhiều người chưa có gia đình,
Bây giờ quý vị muốn có gia đình, quý vị thường dùng cái từ gì? Lập gia đình. Mình ở độc thân, mình chưa có cái gia đình riêng, mình muốn lập gia đình. Mà lập gia đình đó là gì? Là muốn chúng ta muốn xây dựng cái gia đình. Mà xây dựng gia đình, chúng ta phải cần một người, một cái người bạn, một cái người thân cận để cùng nhau xây dựng cái gia đình. Cũng như thế, một ngôi chùa muốn xây dựng thì cũng phải có nhiều người để xây dựng. Dạ không phải nói hai phần nha. Để mặt cuộc đời hiện tại, chúng ta cần xây dựng một mái gia đình để chúng ta vui, chúng ta sống trong đời mà có một người bạn, có người chia sẻ, có người sớm chia những thứ vui buồn của mình. Ở cái chùa, nhưng không đối với tâm linh, chúng ta cũng cần một nơi để chúng ta xây dựng. Mà phải có một người chủ nhà, và chúng ta là những người tụ, chúng ta là giúp xây dựng. Rồi thứ hai là gì? Thứ hai là tu sửa. Còn người nào mà đã có gia đình rồi, mà gia đình không có hạnh phúc, gia đình không có an vui, thì mình phải sửa gia đình. Mình phải tu sửa. Tu là gì? Tu là chỉnh. Tu là điều chỉnh lại. Tu là phải thay đổi. Tu là phải chuyển hóa. Năm trước chưa nghe pháp, mình chưa chuyển hóa. Năm nay mình nghe sau một năm rồi, mình có chuyển hóa. Bây giờ ở đây có bị làm nhờ nghe thuyết pháp mà chuyển hóa mình không? Có không? Có. Hồi xưa mình nóng nảy nè, mình hay giận nè, mình cố chấp nè, nhưng bây giờ mình nghe Phật pháp rồi thì mình không sợ. Cho nên phạm thiên á không phải trên trời, phạm thiên là những người nghe trong cõi này. Quý vị sống được ở trong cõi này mà biết xây dựng, biết tu sửa, quý vị là một trong những người có phước để làm phạm thiên. Ai muốn xây dựng mà muốn xây dựng thì phải học cách xây dựng. Ai mà đã xây dựng rồi mà nghĩ đi nghĩ lại mà không biết, chưa có biết làm sao để mình điều chỉnh, mình tu sửa lại thì mình phải tu sửa. Ở trong kinh đó, nếu mà có khen người biết sửa những gì đã hư, biết làm những gì chưa làm, những cái gì hay đẹp chưa làm mình phải làm. Cho nên ngày hôm nay chùa chưa cất, chúng ta cất. Đã cất rồi mà hư, chúng ta phải sửa. Vì chúng ta muốn an cư lạc nghiệp trong gia đình cũng vậy. Mình á mà nóng nảy la hét tháo vát tối ngày thì gia đình không vui. Xin thưa đại chúng, là hồi nãy trước khi đến đây không hoàn đến thăm một gia đình thì trong khi tụng kinh cầu nguyện cho một người mình xong thì tất cả mọi người trong gia đình ngồi lại và chia sẻ. Thì có một vị mới nói rằng gia đình này, gia đình chúng con thường hay có những sóng gió là bởi vì trong gia đình có một người rất là nóng. Chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện đáng, chuyện không, một điều la hét lớn tiếng tung sơn được hết. Thì ông bà mới nói rằng á, sở dĩ mà chúng ta có một cái nhận thức lớn là tại vì chúng ta có nhiều cái ngã, có nhiều cái ta. Thì ông bà mới kể câu chuyện. Quý vị có coi chúng ta vui ý chưa? Quý vị coi chúng ta vui ý thì quý vị nhớ là thầy trò đường tăng trên đường đi Tây Phương Thịnh Kinh thì phải đi ngang với Hỏa Diệm Sơn, nhớ không? Hỏa Diệm Sơn. Thì khi mà đi ngang với Hỏa Diệm Sơn á thì cái Hỏa Diệm Sơn nó còn một cái núi lửa mà vương mà Hỏa Diệm Sơn nó lại nằm ngay phía tây, mà cái gì không có, phía đông, phía bắc, phía nam không có. Thì cái người mà biết họ mới nói thôi mình lắc ngã khác mà đi. Thì cái người biết tôi bộ
không có hỏi Tây Phương nằm đâu, bây giờ Tây Phương nằm phía Tây. Và Tây Phương nằm phía Tây thì nhất định là phía Tây còn đi được, phía khác được. Mà muốn đi phía Tây phải vượt qua cái quả địa sơn. Mà không có cái lửa thì làm sao mà tắt ra đi. Thì bây giờ buộc lòng phải đi mượn cái quả ba tiêu. Thì không phải cái chùa, không phải cái quả ba tiêu là quả kia chuối. Quả cây chuối đó, mà quý vị biết cây chuối không? Cây chuối á, tách từ mẹ ra thì nó ra. Tách hết mẹ này, tách mẹ kia, tách một hồi, không còn mẹ nào mình tách. Tại vì nó đâu có cái lõi của cây chuối đâu. Chẳng qua là nhiều mẹ tách lại thành ra cây chuối thôi. Chúng ta là cái người không có gì hết. Nhưng mà tại vì từng cái mẹ tách lại mình nè. Hồi xưa mình chưa có gia đình á. Bây giờ mình có gia đình rồi, cái thằng bị cái mẹ, mẹ chồng, mẹ cha, mẹ chủ, đủ thứ mẹ nó lắp lại cái nó thành một con người có một cái ta rất là lớn. Ta là gì? Tôi là số một, tôi là chồng, tôi là cha, tôi là chủ, tôi là phó, tôi là đủ thứ hết, cho nên thành nguyên cái chuối tổ một. Bây giờ mình nó phải quán chiếu, mình là cái chuối, tét từng mẹ ra thì lúc mình không có gì hết. Cho nên phải có cái quạt ba tiêu là cái quạt vô ngã thì mới tắt được cái ngọn lửa. Ngọn lửa gì? Ngọn lửa quả diệu sơn tới từ phía tây đó. Cho nên phải đi mượn được quạt ba tiêu của thiên sứ của Chúa quạt tắt cái quả diệu sơn. Cho nên sở dĩ mình giận tức, mình nóng nảy để gia đình mình không bình an, để các con mình nó không thấy trời tây, nó không thấy được hạnh phúc, nó không thấy được sự bình an trở về, là tại vì mỗi người là một cái cây chuối thật to, mỗi người là một cái ngã rất là lớn, cho nên giận tức. Hồi nãy các bạn có nói với cái chúng nóng á, có bạn mới nói bây giờ có bạn tặng cái chú câu đừng chú nghe câu đừng chú đi chứ không, đừng có qua ai muốn nói thì nói, nhưng mà đừng có nói quá đáng. Làm cái gì cũng làm, nhưng mà đừng làm quá đáng. Cho nên ta có bạn nói trong kinh Bát Nhã, Bát Nhã trong kinh nói cái bài chú này là đại thần chú, là đại thiên chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, không có chú nào có thể lên được. Trong chú là biết đế thôi. Bây giờ ai được gì tìm một câu thần chú đấy, câu thần chú mình nhận không? Mình nhận tức thường mình thấy là có cái khả lớn đó. Câu thần chú của mình là đừng có quá ăn. Câu chú này là đại thần chú, là đại thiên chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ những chú khổ, có khả năng trừ tất cả khổ, chân thật không có gì đâu. Quý vị tin không? Câu hỏi quý vị cứ đọc hoài, biết thế, ba la biết thế, ba la tăng biết thế, bồ đề bát la ha, tự nhiên nó làm hết khổ đâu. À, mình phải tìm những con thần chú. Mình có cái câu thần chú có quà là gì quý vị biết không? Có bà thường hay biết mình có tập có quà, có bà có câu thần chú. Câu thần chú có quà là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lễ sống. Đó, câu thần chú có quà đó. Thế khi mà đi ra cái cửa, con của gia chủ chạy ra cái cửa thứ hai, con thỉnh thoảng con nghe ba thầy, con thấy thầy đọc thơ được bác hay lắm. Thầy đọc cho con câu, có hỏi của thầy cần, thầy nói tại con cũng muốn học câu để con làm kim chỉ nam cho con. Mà nó hỏi bất tử thì đâu nhớ. Thế các bạn nói thôi bây giờ thầy tặng cho em một câu nha. Câu này nè, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có nghe ngày nữa đi yêu thương. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có nghe ngày nữa đi yêu thương. Còn nếu không thì học câu khác, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lễ sống. Mà nếu mình làm cái đó, mình lấy được cái đó thì mình sẽ sửa được cái nhà đã cũ, mình sẽ xây dựng được cái nhà chưa. Rồi cái điều thứ ba là gì? Nếu mà chúng ta có thể xây dựng, có thể tu sửa thì nhất định chúng ta sẽ là người có thể sống hòa hợp, có chia sẻ trong gia đình, trong đoàn thể. Sống hòa hợp quan trọng. Mình có nghĩ là mình lỡ
con của mình đó, nó không nói nhưng mà trong lòng nó nuôi một cái ý muốn là nó ra đi. Mai mốt 18 tuổi tôi đã ra khỏi cái nhà này, tại vì giờ còn nhỏ quá không dám đi. Đủ 18 tuổi rồi nó đi, cho nên mình có tháo quá đó. Pháp Hoàng có nói với cô gia chủ, Pháp Hoàng có nói rằng á, mỗi lúc mà mình nóng giận á thì tự mình phải quán chiếu giống như Pháp Hoàng đã quán. Nếu mình la ra ngoài á thì nó không có hình ảnh đẹp của người mẹ, mà nhắc tới người mẹ thì nó nói dạ mẹ tôi có gì đẹp ngoài cái sự trợn mắt mà la thôi. Không, thật sự ra mình la ngoài, mình trợn mắt, mình giận dữ ngoài thì lâu dài cái hình ảnh không có đẹp á, nó ở trong tâm của đứa con. Vì vậy mà muốn đứa con nhắc cái hình ảnh của mẹ mà đẹp á thì mình phải làm sao mình dịu dàng với đứa con. Nói như vậy nó không phải là mình dịu dàng, nhưng mà chúng ta biết cách lúc nào chúng ta la mà la cho đáng, còn khi nào chúng ta không cần phải la và chúng ta chỉ cần nói. Tại vì đứa nhỏ chúng sanh thành ra. Bây giờ có bài kính thưa quý vị là quý vị vô chùa làm công quả bị thầy trụ trì, cô trụ trì la ngoài quý vị chịu không? Đâu có thích đâu. Mình mới nói trời ơi, la chuyện đáng la, chuyện nhỏ chuyện gì cũng la hết, chứ mình bỏ chùa không? Mình lớn rồi bỏ chùa, rồi chồng mà la ngoài rồi bỏ nhà, vợ la ngoài rồi cũng chịu cái chùa vậy. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng như một cái hoa, không có thích tưới bằng nước sôi. Mà nếu có tưới nước ấm ấm thôi. Bây giờ xây dựng nè, tu sửa nè, hòa hợp nè, và cái cuối cùng là chúng ta sống như thế nào, chúng ta phải thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân ấy là chúng ta biết tìm cầu học hỏi, không có dừng bằng cái sự học hỏi của mình. Bởi vì nếu chúng ta tự mãn thì chúng ta không bao giờ học thêm được. Cho nên mỗi lần quý vị chắp tay, quý vị lạy, mỗi lần mình chắp tay mình lạy Phật, chắp mình lạy Phật, mười ngón mình chắp lại để nghe cái từ, xong mình đưa lên trán cho mình hạ xuống, mình lật cái bàn tay mình đứng quay ra là tượng trưng cho sự buông bỏ. Rồi khi mình sáng bỏ mình xuống, mình xà tay ra là mình tiếp nhận. Có bao giờ một cái vị lại trong cái vị để tay nhựa đi xuống coi cái gì không phải không? Không, mình tự mình chấp tay mình sáng, mình đưa cái tay mình xuống như vậy là buông bỏ, buông xuống. Rồi khi mình xuống được rồi á thì mình xà tay ra mình tiếp nhận. Phải buông tiếp được, mình phải thả mình tiếp được. Phải không? Giống như là một cái ly, nếu mà cái ly này bị nước lạnh mà bây giờ nó bị nước khác phải đổ nước lạnh này ra thì nó nước khác. Cho nên mình cũng vậy, mình muốn tiếp nhận chữ luôn là gì, luôn là một cái bánh xe quay tròn, chuyện là đắc phải, pháp là pháp môn, là phương pháp, là con đường. Như vậy thì chuyển pháp luân nghĩa là chúng ta quay hoài cái xe đó, không cho nó dừng, nó nghỉ. Cho nên người ta mỗi sáng mình kinh xong người ta chúc nguyện cái câu chúc là Phật nhật tăng nguyên pháp luân thường hiện. Quý vị có nghe câu đó không? Đó thì người ta đã được chúc nguyện là đạo Phật ngày thêm sáng, xe pháp không ngừng quay. Cho nên thường thường quý vị thấy trên nóc chùa giữa chùa có để cái bánh xe 80%, đó là bán cánh đạo. Và cái vòng tròn là tượng trưng cho sự quay hoài không có gì nghỉ. Chúng ta phải nỗ lực truyền bá Phật pháp bằng mọi cách không có gì nghỉ. Bây giờ chuyển bằng cách nào? Đâu phải là ai đổ dai cái lời đây tôi nói cho nghe. Tu đi, sắp chết đến nơi rồi, tu đi. Nói vậy mà nghe không có thấu đâu. À sao? Đâu phải lúc nào kéo sang vô góc rồi tiếng khác mà nghe không có thấu đâu. Mà mình phải chuyển pháp tu bằng cách là tự mình phải tu tập, phải không? Rồi sao nữa? Mình tu tập thì người ta thấy, người ta thấy tự nhiên ra ra tập thâm. Ở trong kinh Điện Sư đó, có nói một câu như thế này: ở nơi nào có quyển kinh Điện Sư này lưu hành thì
không nổi không? Trong kinh Điều Sư nói câu ở nơi nào có kinh Điều Sư này luôn hà thì chúng sanh ở nơi đó hết bệnh hết khổ được vui. Chữ kinh Điều Sư là gì? Điều Sư là thuốc, mà thuốc là pháp môn, mà mình lúc nào mình cũng đem cái Phật pháp mình luôn hà khắp mọi nơi thì nơi đó con người sẽ hết khổ được vui. Vậy kinh Điều Sư nói là sự thật đó, đâu có các Phật đâu hết Phật, mà mỗi người chúng ta là một quyển kinh. Cho nên cái đoạn trước nó mới nói là người ta lấy chỉ lấy hàng bằng năm sắc gói những kinh lại lưu hành. Nếu chúng ta sống có giới, có định, có tuệ, có giải thoát, có giải thoát thì kia có tính, có tấn, có thiện, có định, có tuệ, cái đó là năm sắc bao trùm. Kinh là mỗi người chúng ta kết tụ những giáo pháp của Phật lại như một quyển sách, rồi chúng ta đem cái thiện, cái định, cái tuệ, tấn, cái tâm, chúng ta đem giới, định, cái tuệ, giải thoát, không giải thoát thì kia lưu hành quyển kinh này. Mà nếu chúng ta sống, chúng ta lưu hành mọi nơi, ai gặp ta, ai nghe ta cũng đều vui hoan hỷ. Trước khi quý vị tụng kinh, quý vị tụng cái bài gì? Lại đến tam giới tôn, câu kế là gì? Quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng trì tụng kinh gì đó là kinh Pháp Hoa, trên nền bốn ơn này dưới xuống tổ ba đường, nếu có kẻ ý nghe đều phát vào tâm Bồ Đề. Đâu phải là ta thấy quyển kinh, người ta nghe quyển kinh mà ta phát tâm Bồ Đề, mà người ta thấy mình tụng như thế nào, mình hành trì như thế nào, để người ta thấy mình, người ta nghe đến mình mà người ta phát tâm Bồ Đề. Như vậy chúng ta chuyển pháp luôn. Nếu đạt được từ đó, chúng ta đã là một tấm phạm thiên ở cõi trời. Pháp Hòa xin nhắc lại, Đức Phật nói bốn cái phước của một người phạm thiên. Thứ nhất là xây chùa, sửa chùa, sống hòa hợp, chuyển pháp luân. Cái phước của mỗi một người chúng ta có an vui là nhờ chúng ta biết xây dựng gia đình, tu sửa mấy gia đình, sống hòa hợp với mọi người, và chúng ta biết tu tập, biết chuyển pháp. Chúng ta phải tu tập thì mới gọi là chuyển pháp luân. Bốn điểm. Nhà thơ Vũ Hoàng Dương có một câu thơ như thế này: dân tộc ta không thể nào thua, đạo Phật ta ngàn đời sáng tạo. Dẫu trải qua mấy phen chiến tranh nhưng vẫn còn muối, còn sông, còn chót vót vô dụng. Đây là câu của Vũ Hoàng Dương. Dân tộc ta không thể nào thua, đạo Phật ta đời đời sáng tạo. Dẫu trải qua mấy phen chiến tranh nhưng vẫn còn muối, còn sông, còn gió có phải không dùng. Bây giờ quý vị thấy không? Ở San Jose bây giờ quá trời chùa, đi đến đâu cũng thấy chùa. Đó là con núi, tại vì một ngôi chùa được xây dựng lên thì mở địa ngục được đâu. Cho nên bây giờ mình có thể sửa lại nè: gia đình ta không thể nào thua, đạo đức của ta đời đời sáng tạo. Dẫu trải qua gia đình ta, dẫu trải qua mấy phen sóng gió, nhưng tình nghĩa còn lại, còn đó có phải đạo đức. Đạo đức mà còn thì mái ấm gia đình còn. Ngày hôm qua buổi trưa có bà con nói xây cái nhà dễ, xây cái gia đình khó. Cái nhà nó khác với gia đình. Cái nhà xây bằng gạch, bằng xi măng, bằng sắt, bằng gỗ, bằng tinh, bằng ốc, người ta chỉ vô nó ở thôi, người ta ngủ, người ta đi. Nhưng mà gia đình phải xây bằng điểu, bằng tương, điểu tương chặt đất bóc người thì
cái danh của mình nữa không ạ? Hôm nay Pháp Hòa trích bốn câu ở trong bài kinh, ở trong Tăng Nhất Na Hà, Đức Phật nói với tất cả các vị tỳ kheo: một đấng Phật thiên, thành Phật thiên, do bốn cái phước xây ngôi chùa, tu sửa ngôi chùa, sống hòa hợp, thịnh chuyển pháp luân. Chúng ta là một người sống ở cõi này giống như một người phạm thiên đang sống ở cõi trời. Quý vị có thấy quý vị là phạm thiên không? Ai chưa thấy? Ai chưa thấy là tại vì mình chưa thấy gia đình, mình chưa sửa gia đình, mình chưa sống hòa hợp, mình chưa tu tập, mà bốn cái này mà không có tu tập thì mình là gì chứ không? Phạm phu. Phạm phu. Mà có sống tu cái này thì mình là phạm thiên. Quý vị đồng tình không? Mình có phạm thiên, mình là phạm thiên. Không phải quan tâm gì mỗi lần ngồi ăn cơm nước trong tỉnh không phải thường hay nói ở Cali nước quá trời thì thấm đi tới đâu cũng thấy cây xanh hoa nở bên chỗ Bắc Hòa, bữa Bắc Hòa đi tới bữa nay là tháng năm rồi đó mà có những chỗ còn rơi tuyết thế không? Quý vị ở phạm thiên là cứ lắm nè, Cali nó lắm nè, phải không? Muốn ăn gì cũng có thôi, muốn đi đâu là xe đi, chỗ nào xa chỗ nào có xe đi cũng lên, rồi các cụ ở trong có xe có xe lớn, muốn ăn chay có ăn chay, muốn ăn bất cứ một bánh ngọt nào cũng có hết, vậy là mình ở phạm thiên rồi. Nhưng mà cái phạm thiên đó nó chưa đủ, nó mới ngoại viện thôi, sao tánh nội viện thôi, là sao xây dựng cái máy gia đình. Nếu ai đã từng gia đình chưa hạnh phúc, gia đình mình đang khổ sở, gia đình mình đang bế tắc thì mình phải tìm cách làm cho gia đình thông suốt, đừng bế tắc. Nhưng mà không ai phải chỉ mình đâu, trừ khi nào mình lắng xuống, mình quán chiếu tại sao gia đình mình bế tắc, tại sao hai vợ chồng không nói chuyện được với nhau, con không nói chuyện được với ba, ba không nói chuyện được với con. Mình phải hỏi mình để mình tìm ra, mà tìm ra được thì mình phải tự mình chuyển xây sửa tu. Mà khi mà có tu thì tự nhiên mình có cách chỉnh, cách sửa, cách xây và làm cho gia đình mình hoàn hảo. Cho nên bốn điều này có thể thực hiện ngay trong đời sống này mà không đợi khi nào mình làm và tiên mới làm được, mình có thể làm. Nếu mình không tu mình không biết cách nào để sửa. Thường thường quý vị hư cái nhà phải ngồi xuống nhìn coi cái nhà này nó hư, nó xây làm sao, muốn rút cái kèo ra rút sao chứ để rút bậy bạ nó tập làm sao. Cho nên muốn rút cái kèo cái cổ ra phải ngồi yên nhìn coi xây như thế nào, rút như thế nào. Tình thương ở đây chúng là những người thợ may, người ta muốn sửa cái áo không phải là nếu mà trừ cái áo là người ta thường sửa, đưa ta nói là phải sửa áo nào người ta chưa được sửa người ta nhận về người ta phải sửa cầm cái áo lên coi cái mức này là đơn giản cái cổ áo này nó rách sao, rồi người ta mới dám tháo ra để chắc chắn rằng người ta tháo ra rồi mới đứng ra. Như vậy thì người ta làm cái gì trong cái người ta nắm nhé cái áo đó, người ta tu tiền, người ta quán đó. Cho nên bây giờ mình phải quán coi cái gia đình mình đó làm sao để chúng ta sửa chúng ta chân con mình không quán coi coi nó cần cái gì, nó thích cái gì, nó không thích cái gì, làm sao mình có mấy độ được đó. Cho nên thất giả thành chuyển pháp luôn, mà trong cái học hành phổ hiền đó chuyển pháp luôn đây đó, có nghĩa là mình phải chuyển, mà chuyển thỉnh là gì, là mời, là cầu, chúng ta phải làm việc đó chứ không phải mời người khác chuyển, mình phải tự làm mới sửa mới chuyển. Hôm nay trong cái thời gian sinh hoạt với đại chúng như thế này, Pháp Hòa rất là vui được tất cả quý vị trước là Chư Tôn Đức đã thương và ngồi lại đây để điểm trợ tinh thần, còn riêng tất cả quý vị
đã đến thăm các bà và đã tất cả cái sự thương mến của quý vị trong bao lâu nay. Thì Pháp Hòa trở về đây thăm quý vị lần này là thứ ba kể từ tháng 8 năm rồi. Tháng 8 trở về, tháng 10 về, hôm nay tháng 5 trở lại, ông tất cả đại chúng ta ba lần. Và Pháp Hòa cũng không có cái gì cao xa hơn để chia sẻ, mà chỉ có cách là mượn kinh Phật chia sẻ với đại chúng bốn cái cách đơn giản để chúng ta có thể trở thành một vị Phật thiên, tạo cái công đức quý vị thiên chùa với một công thần về chùa tu là đức. Cho nên công đức mà vui thông, công đức vui tròn là chúng ta biết xây chùa và về tu, chứ đừng có xây cho người khác tu nha. Đến thần nấu ai ăn ăn thật ăn không? Xây chùa là để tu. Bây giờ chùa chưa ổn, mình đóng góp, mình làm cho chùa ổn. Chùa ổn rồi, chúng ta phải về tu, chúng ta phải về kinh, phải về ở đâu. Xin chúng con xin thành kính và tri ân cho công đức đã hiện trợ tinh thần cho con trong buổi chiều hôm nay. Và xin kính cảm ơn tất cả quý phụ, quý bác, quý cô, chú, anh chị và toàn thể đại chúng có mặt trong buổi chiều hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị sẽ trở thành một tấm bản thiên, biết xây dựng, biết tu sửa, biết sống thương, sống yêu, sống hòa hợp và cuối cùng là biết tu tập. Em đi làm mời.
Hello.
tuấn trong ngâm, miệng đầy chó mắng mèo chữ tình, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn, chửi mà thương châu phải ghét chê, tánh học mà thương con thương nhau. Bởi thầy kia còn tính trong tâm nào cho đến trọn đời, tôi không thế nào phải ơn. Ngoài tôi, chùa nhỏ thương, không nhiều tiền bạc mà nhiều giàu trăng. Thank you.
thiên nhiên.